thưa quý vị, ai mua diêm không? Trong tuyệt phẩm chữ tình, ai mua diêm không? Trong tuyệt phẩm chữ tình, ai mua diêm không? Cái gì vậy anh ơi? Đứa nhỏ nào mua diêm em ăn? Ủa em, em bán gì? Dạ em bán diêm. Bán diêm? Dạ. Bán diêm bạn mặc kỳ vậy? Ở trên phần trên là có vẻ như là rất là khó khăn thiệt, nhưng mà sao dạ, phần dưới nó có vẻ như cái đôi giày này nó không có hợp lắm với bộ đồ. Đây là một câu chuyện dài anh ơi. À, quá khứ cuộc đời em nó dài, nó kể ra dài. Hồi xưa em giàu lắm. Em giàu lắm? Hồi xưa giàu lắm, em bán chả cá. Chả cá? Bán chả cá em giàu dữ lắm. Từ lúc mà kế bên cái chỗ em bán, nó mở ra cái nhà hàng chả cá Đế Dương. Trời ơi, rồi cạnh tranh với em. Bên đó vừa bán ngon mà chất lượng phục vụ tốt đó. Từ đó em phá sản, em chuyển qua em bán diêm luôn anh trai ơi. Nghèo luôn? Dạ nghèo luôn. Trời ơi, thấy thương quá. Hết tiền mới bán luôn. Ủa, quần dài. Sao còn đôi giày? Dạ. Sao còn đôi giày? Nếu mà nghèo là phải nghèo hết chứ. Dạ không, cái quần dài em bán rồi, mặc quần tà lõn. Còn đôi giày này là giày gia truyền, em phải giữ lại anh trai ơi. À, như vậy là mình ngủ ngoài công viên nhưng mà mình vẫn khư giữ cái đôi giày này. Dạ không cần giữ, em dán cho dán sắt rồi anh trai ơi. Hay quá, dính vô đôi chân. Dạ, anh trai mua em hộp diêm em trai. Rồi, cho anh hỏi em bán sao? Dạ gì mà có hai loại, loại nhỏ với loại lớn anh trai ơi. À, thế loại nhỏ em bán nhiêu nè? Dạ, loại nhỏ 500 đồng một hộp. Em bán gì rẻ vậy? Bây giờ người ta bán 1.500, 2.000, không em bán 500 kỳ vậy? Mày quỷ phá giá anh ơi. Thời buổi này mình phá giá vậy nó sống đâu có đức anh ơi. Em bán 500 đúng giá công ty, 500 anh trả 600 em cũng không bán anh trai ơi. 500? 500 đúng 500. À, thế còn cái hộp lớn này thì nhiêu tiền? Dạ hộp lớn 100 đô. Cái gì? Cái này 500 đồng mà cái này 100 đô. Dạ anh trai ơi, thì rõ ràng bây giờ hộp nhỏ là cái 500 đồng, hộp lớn 100 đô, anh muốn mua làm sao? Nhưng mà hai cái hộp này có gì khác nhau? Dạ đốt như nhau, sáng như nhau, tàn như nhau. Vâng. Có điều trong cái hộp lớn có tấm hình chân dung em anh trai ơi. Trời ơi, trong hộp lớn có hình chân dung em. Dạ. Giống như là hồi xưa mà bịt khô bò mà có hình chân dung nghệ sĩ hả? Đúng rồi, chị Cẩm Ly chỉ bỏ vô cái chị bán 2.000 luôn á. Em bán con 100 đô. À, thôi nói nghe nè, nãy giờ anh trao đổi cho em cho vui thôi. Chứ dạ, anh có nhu cầu mua diêm đi ra chỗ khác chơi đi, anh dẫn chương trình nha. Đi qua kia, đứng kia. Thôi cho tới không mua luôn hả anh trai? Không, anh không có nhu cầu. Dạ. Kính thưa quý vị, trong tuyệt ai phẩm... mua diêm không? Kính thưa quý vị, tuyệt phẩm... Ngon, dẫn chương trình đi. Em, lại dạ, đây, dạ, lại sao đây nghe. Bây giờ em bán diêm cũng được, nhưng mà em khẩu hình của em đừng nói gì hết. Em tắt tiếng cho anh. Em chỉ, em muốn làm gì em làm, nhưng tắt tiếng cho anh. À, hồi nãy anh kêu em đứng xa, giờ tắt tiếng luôn. Vâng, kính thưa quý vị, trong tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay, em chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một em ơi, em đứng em che mất cái màn hình của anh này. Bây giờ thôi, bây giờ khổ quá, bán nhiều đây, hộp nhiều mua giùm em để anh làm ăn. Bây giờ là thôi, em không có bán một hộp, em bán luôn lần lố vậy nè, em lấy anh 1.000. Cái gì? Cách xê của anh em hỏi rồi, anh Minh Vi nói tới 5.000 lận. Anh để 1.000 ra đi, em bán cho anh em để anh làm ăn được chưa? Rồi, yên tâm đi, em mua cái loại diêm này anh trai ơi, anh quẹt cục diêm thôi ấm cả hai đứa luôn. Ôi, một hộp gì quẹt hoặc ấm cả hai đứa? Tại em lấy của anh 1.000 mà. Nghe chưa? Dạ. Nhưng mà anh nói với em nghe nè, không chỉ là cái diêm của em ấm đâu, mà bây giờ anh còn có thể ấm hơn nữa mà không cần quay diêm. Anh trai ơi, trên đời làm gì có thứ đó anh trai? Có, đó chính là giọng hát. Em chưa tin đúng không? Bây giờ sẽ có một cái cặp đôi mà bước ra đây, giọng hát của họ có thể làm ấm mọi thứ, ấm cả lục phủ ngũ tạng bên trong em luôn. Em không tin luôn em á, không trai. Tin phải không? Không tin đâu. Everything is possible, mọi chuyện đều có thể xảy ra nha em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái liên khúc mùa đông mà hai người bước ra đây thôi là không cần bật quay diêm, hai đứa mình cũng ấm mà cả khán phòng này ấm luôn. Dạ nếu được vậy em tặng anh luôn lô diêm này anh trai. Tuyệt vời. Thế vì giờ em nhắm mắt lại đi. Rồi, nắm tay anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với liên khúc mùa đông, thẳng tiếng đi xuống nha em. Em bán diêm chưa đủ khổ, anh bắt em mù nữa anh trai ơi.